Và hiện tại em đang đứng ngay khu vực ngã tư 4 xã, nơi tiếp nối của quận 6, quận Tân Phú, quận Bình Tân và quận 11. Và hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường Hương Lộ 2, vị trí cực kỳ đẹp, cách ngã tư 4 xã 200m, cách đầm sen khoảng tầm 1km. Căn nhà có cái diện tích ngang 4, mình nở hậu 4m9 và dài 47m. Nhà cấp 4, hiện mình đang cho thuê. Đây là cái chợ của khu vực 4 xã rất là đông đúc và sầm uất. Con đường Hương Lộ 2 là nó nối từ khu vực 4 xã chạy thẳng ra quốc lộ 1A và nối dài của nó bên kia đường là đường Tây Lân. Đường Hương Lộ 2 được xem là cái tuyến đường huyết mạch. Dự kiến ở khúc gần ngã tư 4 xã sẽ mở là 60m và dài về phía cuối là 40m. Do là tuyến đường huyết mạch và nó nối thẳng ra quốc lộ 1A, cho nên lưu lượng xe cộ qua lại lúc nào cũng đông đúc và tấp nập suốt ngày đêm. Ở đây quý khách tiện kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Và nhà mình thì hướng Bắc, sổ hồng riêng đầy đủ, ngân hàng hỗ trợ mình vay trên 80% giá trị căn nhà. Ở cái vị trí này giao thông rất là thuận tiện, mình đi qua các quận 5, quận 6, quận 11 rất là gần. Và mình đi ra khu vực Đa On Tên Lửa thì tầm 5 phút. Đi ra khu vực bệnh viện Bình Tân, siêu thị Cốp Mát tầm khoảng 400m đổ lại. Và gần trường cấp 1 là trường Bình Trị Đông A, trường Bình Trị 1 và trường Nguyễn Hữu Cảnh là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở đây tiện ích bán kính đầy đủ hết, kế bên mình là một cái Vinmart. Dạ, bây giờ thì bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Với cái diện tích ngang 4, dài 47m, mình nở hậu là 4m9, sổ hồng riêng đầy đủ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Ngân hàng hỗ trợ vay 80% giá trị căn nhà, giá tốt so với giá thị trường. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ và cũng như cập nhật cái giá tốt nhất, quý khách liên hệ với số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.